Audio Jungle. Xin chào bà con, thì tiếp tục clip hôm nay á, mình sẽ quay cho bà con vấn đề đó là ghép cải tạo cây bơ thường thành cây bơ bút 7. Thì vấn đề hôm nay hầu như bà con chúng ta về những năm trước đây á, khi bà con chúng ta mua giống bơ chúng ta không có đúng giống á, nói chung là giống nó không có phải là giống bơ bút. Khi mua á là người ta nói bút, nhưng mà khi trồng về á, là không phải bút, thì nó rất vất vả cho bà con. Thứ nhất là bà con mua trồng đến 2 đến 3 năm rồi, khi ra trái thì nó không phải bút mà là bơ thường, bơ ghép, trái nó không có đẹp, nói chung là trái nó không giống như là bút. Thì một số bà con chúng ta cũng rất là buồn vì chăm sóc một cây bơ sau thời gian, nó nghĩa là 3 năm nó cả một vấn đề luôn, thì tới giờ thu hoạch nằm trái thì nó không phải là cây bơ bút, thì bà con chúng ta rất là buồn. Mặc dù giống của bà con chúng ta mua rất là cao, giá thành cao, thì cái công tác mà chọn giống rất là quan trọng đối với bà con chúng ta. Nhưng thay vào đó mình cũng sẽ hướng dẫn và nói cho bà con về cách khắc phục cái tình trạng, nghĩa là mua không đúng giống thì chúng ta vẫn ghép được cây bơ bút, bà con vẫn giữ nguyên cây bơ đó, bà con cưa đi và ghép lại, bà con đừng có tiếc. Thì thay vào đó thì bà con ghép lại với cây bơ bút thì hầu như mình khẳng định là hầu như là một năm là con sẽ có trái thôi, nếu bà con ghép chuẩn và giống chuẩn á, sống và chuẩn. Thì đây là cái vườn bơ ghép cải tạo là toàn bộ là bơ bút 7, thì mình sẽ đi quay từng gốc bơ cho bà con xem, và những cái cây bơ này hầu như là ghép vào nó sẽ sống. Thì mình cũng nói thẳng là cây bơ hầu như ghép rất là dễ sống, cây bơ là dễ nhất trong tất cả loại cây. Còn những cái dòng khác như sầu riêng đó, nói chung là rất khó. Sầu riêng một công cây những đòi hỏi kinh nghiệm và cái kỹ thuật đòi rất là cao. Nhưng về đám bơ đây mình quay bà con xem á, đây mình ghép lên thì bữa nay mình quay kiểm tra bà con á, thì toàn bộ những cây bơ này nó đã sống hết. Thì cái vấn đề quan trọng khi bà con ghép ở chồi, ở trên cây bơ thường á, bà con nên phải chống cây hết cho mình nha, chống cây, cột hết cho nó chắc, chứ không nếu bà con cột không chống thì gió lây phát là gãy hết à. Thì hầu như những cái mắt này nó rất yếu, nó không có chắc. Còn ghép từ từ sau này cái bộ rễ nó hay là cái thân nó dính liền vào nhau, nó khít vào nhau á, thì nó sẽ sống và khỏe. Nên cái bước đầu mình vẫn đòi hỏi bà con là thứ nhất là ghép bà con phải chống cây cho chắc nè, nẹp, nói chung là nẹp rất là cao, tới khi mà nó bà con cảm báo nó to rồi, tán khoảng có gần nửa mét á, bà con bắt đầu có thể tháo cây. Chứ còn nếu mà 30-40 phân á, bà con tháo ra nó vẫn gãy, gió lây là gãy. Vì đặc biệt cái mắt ghép lúc này nó chưa có cứng so với cây bơ mà thực sinh á, cây bơ mà bơ thường á. Thì toàn bộ đám bơ này mình quay rất là chi tiết và cụ thể để con xem về cái quy trình mà ghép cải tạo bơ này. Thì hầu như ghép cải tạo bơ tất cả clip mà con tham khảo thì nhiều người cũng ghép kiểu này rồi, nói chung là rất hiệu quả. Thì vấn đề mà phòng bệnh chữa bệnh trên cây bơ á, bút á hay là bơ thường á, tất cả bơ ghép á, thì mình nói bà con phải phòng được. Thứ nhất á là côn trùng thúc, bọ xít á, khi mà cây phát triển được non thì nó dễ chích. Cái thứ hai nữa, bệnh xì thân, nứt thân, xì mũ trên cây bơ bút á. Đó là những cái bệnh thông thường mà mình nhắc cho bà con luôn luôn ta mà khắc phục. Còn những vấn đề khác như về chăm sóc bón phân á, thì mình cũng nói ở clip trước, tùy vào cây, tùy vào hình thái của cây, chúng ta có những cái biện pháp mà chăm sóc riêng. Thì trái cây thơm mùa lắc luôn cập nhật những video hay để cho bà con xem, những video rất là thực tế để bà con chúng ta ai rơi vào tình trạng như vừa mình đang nói nè, mua giống mà nhầm giống mà ta chuyển qua ghép lại bút, thì bà con đừng có buồn. Mình khẳng định nếu mà bà con ghép chuẩn á, thì đúng một năm nó sẽ ra bông ra trái lại bình thường. Thì lúc đó bà con cũng rất là yên tâm. Mặc dù chúng ta cưa đây thì cũng mất một năm không ăn trái được, thì thay vào đó thì chúng ta ghép bơ bút ra thì một năm chúng ta sẽ thu lại. Thì so với 2017 này thì mình cũng nói trước với bà con đó là giá bơ bút trên 100.000 nhé. Thì bà con cứ trồng đi thì phải chăm sóc đi. Thì nếu bà con theo hướng sinh học á, thì nói chung giá thành nếu nó trên 15.000 đến 20.000 bà con vẫn có khỏe này. Thứ nhất là giá thành cái đó là hợp lý. Thứ hai nữa là cái lợi nhuận nó cao, một cây bà con trung bình cho nó khoảng gỡ 50kg thôi, mà giá trên 10.000 đi thì cũng được 500.000, thay vì chi phí rồi nữa hoàn toàn hết á, thì bà con cũng còn lãi được 200.000. Thì nói chung là nó rất là tiện lợi và nó chăm sóc nó khỏe thì dễ dàng. Thì vấn đề mà ra hoa đậu quả thì đối với chuẩn bị bước sang 2018 á, và những năm trước và năm tới nữa, thì tùy vào thời tiết khí hậu mình sẽ đưa ra những phương án riêng cho bà con chúng ta có những cái cách khắc phục riêng. Thì đây là mình chỉ quay sơ về cái vườn mà ghép cải tạo thôi, còn ở những video tiếp theo mình sẽ quay và nói rõ hơn những clip tiếp. Xin cảm ơn bà con ạ. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh nha, thì bà con cứ đăng ký, một cái động lực của bà con đăng ký
sẽ làm cho mình cái động lực rất là vui, mình sẽ quay ra những video tiếp theo và còn xem. Xin cảm ơn bà con ạ. Thank you.